Vâng, chào quý anh chị, hôm nay thì cũng phát lại thi công tại địa chỉ 197 đường Mai Đăng Trơn, quận Nguyễn Sơn, thành phố Đà Nẵng. Em xin dẫn mọi người vào xem mẫu rèm vải một lớp bên em ở tầng 1 và hai lớp tầng 2 và những bộ rèm cuốn của bên em. Kéo vào rất là tối. Đây một bộ rèm vải. Em xin dẫn mọi người lên sang tầng 2. Bên này cũng có làm cuốn bên em. Chắc kéo xuống tối om này. Đây là một bộ rèm vải hai nước. Và đây một bộ nữa thì thợ em đang chuẩn bị lắp. Mẫu vải và vải mẫu von cực kỳ đẹp quý vị anh chị. Đây là mẫu von hoa văn. Mọi người có nhu cầu thì có thể điện thoại số điện thoại 0908227979. Bên em thì có tất cả các loại rèm cửa, rèm von, rèm vải, rèm chất trúc. Để phát nhà quý vị anh chị.